vì vì giấu cảm xúc đó. Và tự nhiên Rai thấy cái khả năng chịu đựng của Vi trong mấy tháng trời nó kinh khủng quá. Rai qua lai quay lên giường vắt sữa, nói chung như một cái máy, ngày nào cũng như ngày nào. Văn Anh đi làm về thấy Vi vẫn vui cười, vẫn chăm con, vẫn cười, vẫn coi tivi, vẫn xem game show, kể game show, kể phim. Nhưng mà Vi phải chịu đựng quá kinh khủng. Tự nhiên mình thấy cảm giác đó mình bị vô dụng luôn. Và Văn Anh với Vi quen nhau là qua một bộ phim, được mời đóng chung một bộ phim, và cái vai hai vai đó lại là thích nhau. Và trước đó thì không có ai biết gì về nhau, mặc dù là Văn Anh ở ngoài Bắc á, cũng khá nhiều người biết đến Văn Anh, và Vi trong này cũng thế. Nhưng mà gộp lại hai người đều không xem bất kỳ một phút nào phim của nhau, đến khi gặp nhau không biết nhau là ai. Và gặp nhau lần đầu tiên thì Vi là một người thích một số những cái hình xăm để lưu lại kỷ niệm, Văn Anh là một người ghét hình xăm, cực ghét hình xăm. Và Văn Anh gặp thì bảo trời ơi, tại sao này, không bao giờ Văn Anh lấy một người vợ nào mà có hình xăm trên người, mà Vi xăm sau lưng khá nhiều. Ngưng chuyện này, bắt tay với Văn Anh. Chân của một người ghét hình xăm. Ồ thế hả? Dạ. Yeah. Thì vợ có xăm hay không? Quá. Lại có. Hay quá. Người ta nói vậy nè, ghét của nào trời ra của đó. Đúng rồi, cho nên là thôi đừng nói. Chị có xăm nhiều không? Xăm nhiều. Nhưng mà những hình xăm nói chung là lưu lại kỷ niệm. Tức là Văn Anh không phải là cái người hiểu về hình xăm nhiều, nhưng không biết có đẹp hay không, nhưng Văn Anh thấy bây giờ lấy vợ rồi và khi yêu thì thấy hình xăm nó cũng được, chấp nhận được. Đẹp mà. Không còn ghét nữa. Thú thật với lại cả hai vị khách mời luôn, em có xăm mình. À mà cái câu chuyện xăm mình của em nó cũng kỳ cục lắm. Đây nè, cái hình xăm đây nè. Đó là thấy lúc đầu là nó khá là bình thường, đúng không? Nhưng mà là nó có cả một câu chuyện. Đây là một cái hình xăm để che lấp đi một cái hình xăm cũ. Hồi trước lúc mà là còn trẻ đó, thiệt rất là sốc nổi. Bạn gái hồi trước nó bây giờ là mình muốn lưu giữ kỷ niệm á, không làm gì. Xăm tên lên. Tự nhiên cái nắm đầu em đi xăm luôn. Em tưởng xăm cái hình gì? Không, xăm tên nhau mới chịu. Nhau. Thấy cũng ghê ghê ha. Được 3 tháng sau chia tay. Rồi bây giờ làm gì giờ? Mà mình đâu có xóa được, mình chỉ có thể đè lên thôi. Mà đau đớn thay sao mà là tới đè thì đúng cái ông đó đè cho bạn cái cũ mình luôn. Là đè cái hình cũng gần giống y chang luôn. Ủa cái gì kỳ vậy trời? Thật ra thì anh không có ác cảm với lại cái hình xăm. Mình rất là tôn trọng những người xăm mình, tại vì có những người là coi đó là một cái nghệ thuật. Có những người người ta thích lưu giữ những cái giá trị kỷ niệm đối với họ. Anh không thích hình xăm là tại vì anh sợ đau. Hình như là chúng ta đi hơi xa cái chủ đề ngày hôm nay rồi. Tự nhiên cái về hình xăm mới trở trọi luôn. Rồi, quay trở về câu chuyện gia đình của anh Văn Anh, thì ai là người tỏ tình trước với ai? Văn Anh là người tỏ tình trước. Qua 3 ngày quay đầu tiên thì Văn Anh có tình cảm. Cảnh quay đầu tiên luôn là cái cảnh quay mà cả hai người đều phải tình cảm với nhau, diễn bằng mắt là nhiều. Văn Anh cũng đa tình, Vi cũng thế, cho nên dễ bị thu hút bởi ánh mắt lắm. Và người nhắn tin đầu tiên cho Vi là Văn Anh. Thời gian mà từ lúc quen nhau đến khi cưới nhau là bao lâu anh? Quen nhau là 2013 và cưới nhau là 2015. Hai năm. Cái điều quan trọng khi mà là lấy nhau xong là chúng ta phải đúc kết tình yêu đó bằng một đứa con. Khi mà có đứa con xong á, thì là một trong hai phải dừng sự nghiệp. Văn Anh tụi Vi là mẫu người thuộc về gia đình. Khi mà cưới nhau rồi thì vẫn hai người vẫn đi đóng phim thì vẫn còn phải cày mà. Nhưng mà đặc biệt là khi có con, khi mang bầu rồi là hai người quyết định dừng hết phim, không có nhận. Chỉ có là mấy cái job event này nọ mình đi trong cái tầm mình có thể đi được. Và cái quan trọng nhất mình vẫn phải giữ sức khỏe cho vợ, cho con. Và ngay cả Văn Anh luôn cũng không đi đóng phim luôn. Sau khi mà tỏ tình xong thì khoảng bao lâu là hai anh chị là có em bé? Cưới là 2015, 2017 bắt đầu mới có em bé. Thì cũng kế hoạch trong 2 năm đó là phải làm cái gì thì 2 năm sau mới có em bé. Thực ra là mọi việc cũng nằm trong kế hoạch và trộm vía là mọi thứ cũng đi theo cái mình muốn. Từ cái lúc mà tỏ tình đến cái lúc cưới á, là trong cái khoảng thời gian đó là mỗi anh chị có nhận những cái phim riêng nữa đúng không ạ? Có chứ, lúc đó hai người là cày sấp mặt luôn. Cứ cày thôi. Vậy trong cái lúc đó là có khi nào mà giận hờn hay là ghen tuông nhau không? Nhiều lần giận. Lúc mới quen nhau thì không ai mà bảo là hiểu nhau được hết á. Cãi nhau mỗi lần sẽ hiểu nhau hơn. Cái lúc mà Văn Anh còn quen Vi á, thật sự là chưa dứt điểm hẳn với cái người ngoài Bắc. Hai anh có còn nhớ cái cảm giác đầu tiên khi mà là vợ đưa cái thẻ ra, hai vạch, cảm giác nó như thế nào, anh Trung có còn nhớ không? Lúc đó lạ lắm. Anh với vợ anh á, là lúc đó là chưa có xác định là có em bé. Nó chỉ là vô tình thôi. Nhưng mà khi mà đã có em bé rồi thì mình đã xác định mình phải tính một cái đường, gọi là một cái đường nghiêm túc với cái cô gái này. Và mình phải xây dựng cái gia đình với cô gái này. Khi mà có em bé là càng củng cố được thêm cái tình cảm, cái sự gắn bó của hai người. Tuy là cái lần đầu là mình hơi bị ngỡ ngàng một chút,
Nhưng mà lúc sau mình chấp nhận lại nó rất nhanh. Rồi còn anh Văn Anh thì sao? Văn Anh và Vi cũng kế hoạch trong năm 2017 sẽ có em bé. Nhưng mà em bé đến sớm hơn dự kiến. Cũng hơi bất ngờ. Văn Anh đang dạy ở trường thì Vi tự nhiên gửi cái hình. Nên là Văn Anh chạy về luôn ôm vợ luôn. Nó bất ngờ lắm. Vì nghĩ lại vẫn thấy còn xúc động. Cảm giác lần đầu tiên đúng là khó nói. Rất khó nói. Lúc đó mới cảm thấy là mình là người lớn thật sự. Chắc chắn mình thấy tương lai mình là người bố. Mình có trách nhiệm nhiều hơn. Cảm thấy mình trưởng thành kinh khủng luôn. Chị Vi ở nhà có ngán không anh Văn? Ngán, Vi có ngán. Và Văn Anh ngán thay luôn. Lúc mà là anh ngủ là chắc là chị Vi là có trèo qua người anh á. Thiệt. Yeah. Thì là các bà với lại các ông á thường hay chỉ một cái mẹo nhân gian là nếu như mà là muốn vợ mình không có mệt quá thì canh chồng mình lúc ngủ á cô vợ lén trèo qua đi chi sau này ngán thai cho vợ thầy. Đó. Nhưng mà ngán anh khó chịu không? Ngán như thế nào? Không bị mệt như Vi nhưng mà Vi khó chịu đồ ăn đồ uống hay là thèm ăn cái gì đó Văn Anh cũng thèm ăn mà không thèm ăn cái gì Văn Anh cũng không thèm ăn luôn. Trong cái quá trình mà là bầu bí á thì các ông bà thì lại rất là kiên cường. Đúng rồi. Thì lúc mà là trong cái quá trình như vậy á thì gia đình hai bên có nhiều tiếng nói vào không? Gia đình của Văn Anh thì sống ngoài kia, còn Văn Anh với Vi trong này thì sống cùng với cả mẹ Vi. Và cái việc mà ngày xưa mẹ cho con ăn cái này ăn cái nọ là tốt cho thai nhi luôn cãi nhau suốt ngày à? Trời ơi, cái đó em mà bây giờ thì tuổi trẻ mình thì nhiều thông tin hơn, có khoa học nữa, và nói khoa học ra các mẹ không có tin. Khoa học cái gì ngày xưa bọn tao này nó đâu khoa học gì đâu, cũng cho ăn cái này vẫn sống bình thường, bây giờ vẫn khỏe nọ. Vi cần cái gì thì Văn Anh mua cái đó. Cái giờ tréo ngoe nhất mà là anh phải đi mua đồ là mấy giờ? Tự nhiên nửa đêm 2 giờ sáng thèm xôi, xôi đậu xanh. Trời ơi, nhiệt ngã 2 giờ sáng kiếm đâu ra mà phải, đó trời. Mà có phải là cái xe đẩy xôi ngoài đường buổi tối mà nhiều sắc màu đó mà hai nhà tí Bình Thạnh. Phải phi ra chỗ Lê Thị Riêng quận nhất cái khu Bùng Binh đang đóng đó, chỗ đó là nhiều nhất. Phi xe ra đó mua xôi ăn. Ăn tại chỗ xong đi về. Lần đầu tiên khi mà là anh bế con mình trên tay, cảm xúc của anh thế nào hỡi ông bố vĩ đại? Nó chờ đợi cũng khá dài. Và Vi phải sinh sớm mất 2 tuần, là 3 tuần bởi vì em bé không quay đầu. Thứ hai hôm nay đi khám, bác sĩ bảo tuần sau đẻ nhé, đứng hình. Vì chưa sẵn sàng nên là đẻ ngay. Mà sinh mổ trong một tuần nó liên tục đi sắm sửa tùm lum đó. Lần đầu tiên mà không biết gì đâu, mua bao nhiêu là đồ, sách vào cũng rất là nhiều đồ. Và không dùng cái gì hết trơn. Đúng. Bệnh viện chuẩn bị hết. Cái quãng thời gian mà chi vào phòng mổ cho đến khi mổ xong thì đó là cái quãng thời gian mà anh thấy dài nhất cuộc đời mình. Cái khi mà nghe tiếng khóc đầu tiên, tiếng la của bé, rồi lúc đó Văn Anh rưng rưng luôn. Văn Anh rất là ít khi khóc nhưng mà khi đó tự nhiên cái cảm xúc mình nó dâng lên. Và Văn Anh khóc, và Vi thì cười. Khi mình khóc là không phải là vì tự nhiên có con mình vui mình khóc. Cái quan trọng nhất là sự an toàn. An toàn cho con, cho vợ là cái đầu tiên. Và khi được nhìn thấy con, và con trộm vía là một người bình thường, không có cái khuyết điểm gì, là cái đó hạnh phúc nữa. Bây giờ anh Văn Anh chỉ kể thôi mà là em thấy mắt anh nó còn rưng rưng nữa. Đúng rồi. Thật là ai nhắc về cái khoảng thời gian đó cũng đều rưng rưng hết. Trong cái khoảng thời gian mà là vừa chăm sóc vợ, vừa chăm sóc con á, thì hai anh có gặp khó khăn gì không? Có em bé rồi á, mình mới biết á là tất cả những cái gì mình biết trước giờ á, nó không có lại một cái gì hết. Đúng rồi. Mình thậm chí còn không dám bồng em bé luôn mà. Ừ. Và các cô y tá là phải chỉ mình cách bồng. Chính xác. Phải chỉ mình cách tắm. Đối với lại vợ của anh á thì dường như là vợ anh đã biết trước ngay cả từ cách bồng, cách cho con bú, cách tắm con. Giống anh nghĩ cái đó là bản năng của người thiên mẹ. Chức. Thiên chức của một người mẹ thì Văn Anh thì ngược lại, nói chung là Văn Anh là người biết trước Vi. Vi lại Văn Anh cũng có cảm giác là không dám bồng hồi đầu vì con bé nhìn bé nhỏ xíu mình không biết bồng sao, vì tay sợ chân bồng lên cái đó xúc này xúc kia đó chứ. Thì Văn Anh cũng là người đầu tiên trong gia đình biết thay tã cho con. Từ đó trở về sau thì tất cả những việc đó trong thời gian đầu thì Văn Anh rành hơn Vi. Vi trong cái quá trình mang bầu đã là bắt đầu chớm stress, bởi vì là trước đó là một người Vi đi rất là nhiều. Mà khi có bầu là phải hoãn hết việc lại và hầu như là ít đi hơn. Nhưng mà cái đỉnh điểm nhất là khi sau sinh kinh khủng, mấy tháng trời không bước ra khỏi cửa. Là phải ở cử hay là do bản thân lúc đó sức khỏe nó không có được đảm bảo? Tất cả, sinh xong mệt chứ, sinh mổ, con còn nhỏ quá, ở nhà chăm con, dưỡng sức và bị stress nhiều. Văn Anh bước ra khỏi cửa là vì nhà khóc, đóng cửa khóc. Mà Văn Anh không hề biết trong mấy tháng trời đó Vi khóc, vì Vi giấu cảm xúc đó. Và tự nhiên anh thấy cái khả năng chịu đựng của Vi trong mấy tháng trời nó kinh khủng quá. Lai quay lên giường vắt sữa, nói chung như một cái máy, ngày nào cũng như ngày nào. Văn Anh đi làm về thấy Vi vẫn vui cười, vẫn chăm con, vẫn cười, vẫn coi TV, vẫn xem game show, cày phim. Nhưng mà Vi phải chịu đựng quá kinh khủng. Tự nhiên mình thấy cảm giác đó mình bị vô dụng luôn. Bởi vì mình để cho vợ mình phải chịu đựng mấy quãng thời gian nó kinh khủng quá. 5-6 tháng trời ở trong nhà không ra khỏi nhà. Và đó là cái điều mà Văn Anh cũng không an tâm để làm việc. Ngày làm việc nhưng mà tối về đêm là Văn Anh hầu như thức trắng đêm cho con bú.
để cho Vy có thời gian nghỉ. Và hầu như là cứ 2 tiếng một là Văn Anh cho con bú và để cho con ngủ trên người luôn. Sợ nhất cho trẻ sơ sinh bú là sợ bị chớ. Mình vừa thấy ổn, mình vừa thấy trời ơi, nãy giờ gần 30 phút cho nó bú mà bây giờ nó trớ hết thì coi như 30 phút đó mình bỏ luôn rồi. Em bắt buộc phải hỏi tiền bối, thấy không? Tại đây là hai mặt con rồi, nếp tẻ có hết rồi. Thì là trong cái quá trình mà là anh cho con tập ăn dặm nè, anh tập hay là chị nhà tập? Thường á là cái người mà cho ý kiến nhiều nhất là mẹ anh. Tại vì hai vợ chồng lúc đó là đang ở chung với mẹ. Chỉ có một điều là cái thời gian lúc đó là anh phải giải quyết một cái vấn đề, đó là mẹ với lại vợ. Mẹ muốn vợ phải mẹ muốn vợ anh phải ở trong nhà và kín gió rồi kiêng cử những kỹ, cái này kia, các bà rất kỹ và rồi. Làm cho vợ mình cảm thấy không được thoải mái. Đôi khi vợ mình chỉ muốn ra đường lạng một vòng về cho nó tinh thần thoải mái thôi, hoặc là muốn ăn cái món gì đó mà vợ mình thích thôi. Trẻ sơ sinh trong thời gian đầu hầu như mấy tháng đầu khi bú sữa thì không cho uống nước. Đúng, thân trong sữa đã có nước rồi. Đúng rồi. Thế nhưng về nhà các bà là cứ bắt buộc là phải cho uống nước. Một bình sữa là một ít nước. Một bình sữa sau đó nó khát nước thì xong cho uống nước đi, uống sữa xong phải uống nước cho nó trôi. Rồi suốt cái chủ đề đó mà cãi nhau suốt ngày luôn. Em được nghe thôi nha. Là bé của anh á, là trong những cái khoảng thời gian đầu tiên á, là cụ thể là bắt đầu bé ăn dặm á, là cái quá trình đó nó cũng hơi bị khó khăn. Bé nha, đúng là lúc bắt đầu ăn dặm khó khăn thật, đặc biệt đến bây giờ luôn. Khi mà đã biết nhai cơm rồi, trời ơi, phải dỗ kinh khủng lắm mới ăn, hoặc là cái khẩu vị phải đổi, hoặc là cơm phải mềm một xíu, bởi vì hầu như bé nào đến cái tuổi này cũng lười nhai ấy. Đút vào nhai ra hoài luôn á, nhiều khi cái chén cơm đút cả tiếng đồng hồ không xong, đang lại bước sang một cái giai đoạn stress mới của cả gia đình. Trời ơi. Bây giờ á, mình tạm thời qua hết những cái vấn đề là mình chăm sóc con là gì đi. Giờ tới một cái phần mà anh sẽ khá là ngại mà. Các chị có tính xấu gì không? Ali, chỉ có một số những cái nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như Văn Anh là một người khá điềm tĩnh. Chẳng hạn trước một cái diễn biến nào nó bức xúc thì Văn Anh không có sửng cổ lên. Nhưng Vy thì khác, Vy là chửi thẳng luôn. Chẳng hạn như cái người đó làm cái gì đó phật lòng Vy nói luôn. Thậm chí mà anh ngồi bên cạnh anh sợ luôn á, anh ngượng luôn á. Mặc dù những cái điều Vy nó không có sai. Đúng. Nhưng mà cái cách của Vy thể hiện lúc đó tôi là dễ bị gây mất cái mối quan hệ ngay lập tức ngay lúc đó. Mà Vy đi phim thì nói chung đi phim sẽ có những lúc căng thẳng, quay trễ lịch này nọ tùm lum. Thì ví dụ như trợ lý nhắc lịch, cái nhiệm vụ của họ có nghĩa là nhận lịch từ bên đạo diễn hoặc là bên sắp xếp lịch quay và thông báo lại cho diễn viên. Cái người đó là người bị chịu chửi nhiều nhất, vào thông báo quay, ra quay đi, ra quay không quay lại bảo chờ kiểu đó. Thì Vy chửi té tát luôn. Sau những cái lần như thế thì anh có nói với Vy thì nhiệm vụ của họ như thế thôi, thì mình trách họ, mình trách cũng có cái đúng và cũng có cái sai, nhưng mà cái sai của mình nhiều hơn. Vy là người khá thẳng tính, có nói ngay chứ không có để bụng. Thậm chí khi mà là nói xong đó, phải không, 5 phút sau là quên rồi. Rồi còn anh Trung thì sao? Không, trong anh cũng giống y như vậy luôn. Y luôn. Đấy hả? Hôm nay là ba anh em mình có nhiều cái giống nhau quá đó chứ. Không biết là mọi người có giống vợ em không, nhưng mà là một ngày em không biết là em nhận ship bao nhiêu lần. Anh cũng thế. Thì ví dụ như là tuần 2-3 kéo mới, 4-5 kéo mới thì cũng được. Anh ơi, một tuần mười mấy cái. Có những cái khi mà mua về thấy, ôi trời dễ thương quá anh ơi. Mua lát mặc không kịp không luôn, nó mặc không kịp. Tới lúc mà là chuẩn bị xài để cái này là nó lớn rồi. Đó là chật rồi. Là vượt mặt luôn rồi. Ủa vậy cuối cùng là cái này làm nhưng sao? Nhưng mà em con gái hay con trai? Dạ con trai anh. Con trai là đỡ. Dạ. Con gái mới mệt. Con gái mua đầm, một cái đầm là 1 triệu mấy. Dạ sao tự nhiên nghe nó mấy cái này nó con trai đau đỡ nha. Con trai thần là em bà, đau quá. Vợ anh mua hàng có nghĩa là cũng xác định là nó sẽ lớn nhanh đó. Cho nên mua đồ rẻ thôi. Mà mua lần có 20 bộ đồ rẻ. Đúng á. Lần nào mua cũng chục bộ không à. Có những lúc đó nha, là một ngày là em phải gọi là gần như là chi tiêu về cái đó. Nó nhiều tới cái mức độ mà là mình hơi bị ngợp anh. Thì là có bao giờ mà là anh rơi vào cái tình trạng đó không? Có chứ. Ngoài khi mà rơi vào thì có nói liền với chị không? Không nói gì đâu. Im lặng. Im lặng là gì? Chỉ có là mình nhận đồ xong rồi mình đưa lên xong một ngày gì đó, ủa xong gì đâu, ủa anh trả tiền à? Ừ thôi. Ừ mà sao nó buồn chứ? Cảm chịu. Buồn hơn là vợ không nói gì nữa. Cái khoảng thời gian đầu tiên lúc mà là chúng ta tìm hiểu, chị nào cũng sẽ có cái máu ghen. Thì có bao giờ khi mà là vừa đóng xong hoặc là cái bộ phim lên sóng, chị nhà vô tình thấy được cái cảnh đó, chị có nói gì không? Thế là ngược lại à, vậy... Mà là Vy đóng cái cảnh đó, anh nhìn TV, anh ghen. Oh wow. Ví dụ biết là nghề nghiệp rồi nhưng mà khó chịu lắm. Cực kỳ khó chịu luôn. Khó chịu đến mức mà Vy giận ngược lại anh luôn á. Sao anh phải đi làm hòa lại á. Cả hai đều dè chừng hơn cái vấn đề nhận phim mà có những cảnh đó. Đặc biệt là Vy.
Khi nào mà cảnh nào phim nào mà có kịch bản hôn nhất này đó là phải cắt đi, bỏ đi. Giang Vy đóng phim thì có một cái cảnh nữa bắt buộc phải hôn, đóng cùng với Quang Sự, cùng xui đoàn là có anh trên đó, cho nên là cái cảnh đó là anh đạo diễn nói là xin lỗi anh Quang Sự trước nha, cái này em xin lỗi trước. Vui lắm, anh đi xa ngồi làm xa cả mấy trăm mét ngồi thì đóng thì thoải mái, đấy có gì đâu phim mà. Thế xong tự nhiên đóng diễn một cái bùng một cái thằng đạo diễn thằng Văn Anh kia, còn Vy nó cạ mũi thằng Quang Sự nó không chịu hôn. Có bao giờ là anh cảm thấy tiếc nuối không, tại vì sẽ có những bộ phim mà anh thấy ế cái vai này là nó rất là hay, nó rất là hợp với mình có. Mà mình mà không nhận là tiếc lắm thì anh có thể có chứ, cả Vy cũng thế nữa, có một số những cái dự án thật sự là khá lớn, mời cả Vy và Văn Anh, có những cái dự án nó lại mời ngoài Hà Nội lận, hai người còn đang còn phôi lớp nhiều quá, tình yêu màu hồng gắn kết với nhau nhiều quá mà xa nhau với mấy ngày không chịu nổi cũng có gì mấy tháng, cho nên cũng đã từ bỏ rất nhiều cái cơ hội. Ngoài cái ghen ra thì là còn cái gì mà là anh khiến cho chị Vy bực mình không? Có, thường thường những người hiền mà điểm tính là những người rất cọc. Đúng, cái này. Đúng, đồng ý. Chính xác luôn. Bởi vì ai gặp Văn Anh mà nhìn cái bảo Văn Anh hiền, đúng là hiền thật. Nhưng mà khi mà xảy ra cái chuyện mà quá sức chịu đựng của mình thì cái kết quả, cái hậu quả nó khó lường, cực kỳ khó lường. Thế việc đi ngoài đường, tự nhiên có người nó tạt đầu mình ấy, tự nhiên điên máu lắm. Cực kỳ điên máu, muốn gây sự mà xuống quánh lộn ngay ấy. Đặc biệt là trước khi mà có em bé. Và đã có những cái cuộc đua xe trên đường ấy. Anh đua với cả một bạn taxi. Oh, racing boy. Tạt đầu tạt điếc anh không cho taxi lên luôn chỉ vì cái tội tạt đầu. Anh Trung lúc mà anh giận nhất anh thường làm gì anh? Thường á, nếu mà anh giận vợ anh nhất là anh sẽ im lặng, anh không nói gì hết. A à, chu cha, người đàn ông này điềm tĩnh quá. Anh cũng thế đấy. Hai người đều điềm tĩnh quá. Có thể là vợ anh gào lên, vợ anh gào khóc hoặc là chửi bới này kia, nhưng mà nếu mà anh giận thì anh sẽ không nói gì hết. Cha, cái này chắc là em phải học hai anh rất là nhiều á. Nhưng mà người ngoài làm anh giận thì anh chửi liền. À, không đúng rồi anh à, lúc trước á là em có một cái tính nó hơi bị trẻ con, khi mà là hai đứa có mâu thuẫn cái là em thường hay đập điện thoại là tự nhiên là vì là em tức quá rồi em không biết phải làm gì. Cái xả duy nhất của em á đó chính là cái vật mà là em cầm trên tay. Cách đây khoảng chừng gần năm mấy á, không đúng là tức quá là chịu không nổi mà ở ngoài đường luôn mới đau chứ. Tự nhiên đang chạy xe xong á em bực bội gì đó tức quá là xong cái em cầm điện thoại đập thẳng giường, vợ em không nói gì hết, im lặng. Về tới nhà em ngồi xong cái thấy mặt em buồn, vợ em mới nói đang nghĩ gì vậy? Tiếc cái điện thoại. Tự nhiên tiếc cái điện thoại. Giờ em nói đúng một câu thôi mà em nhớ hoài luôn. Ai biểu mày ngu. Rồi tự nhiên cái hiểu luôn. Thì ra những cái lúc này là mình không nên vậy. Bên đây á là anh ghen nhiều hơn chị. Đúng rồi. Còn bên gia đình bên đây thì sao? Chị ghen nhiều hơn anh. Là chị ghen nhiều hơn anh. Là có bao giờ ví dụ như là đang đi ngoài đường đúng không, tình cờ thôi là có một cô nàng đi hướng ngược lại, rồi xong cái mình bị vô tình đó anh, lỡ nhìn theo cô nàng ấy thì chị có ý kiến gì không anh? Anh tỉnh lắm, anh nhìn cái rồi ok nhìn đủ rồi, mình nhớ vậy được rồi. Không cần phải ngắm nữa. Còn là giả vờ kiểu ngoài cổ á. Thấy không, cũng có chiêu hết chứ bộ, đâu có giỡn được. Cái đó được gọi là sự hấp dẫn giới tính tự nhiên, cái đi ngang là cơ thể nó bị vậy chứ bộ. Đâu có cố tình đâu, là cơ thể nó tự nhiên nó vậy. Mình rồi. Ừ, thôi. Hồi nãy tới giờ thì chúng ta nó hơi bị căng thẳng về cái vấn đề mâu thuẫn này. Mâu thuẫn quá. Giờ chúng ta cần phải thay đổi không khí tí xíu qua một cái mục mà là chắc hẳn cả hai vị khách mời của chúng ta sẽ cũng đau đầu không kém đâu, mang tên là siêu bố tranh tài. Nói về nhắn cho vợ thì không phải nhắn đâu, mà anh muốn cảm ơn vợ. Cảm ơn vợ là nhiều nhất, muốn cảm ơn vợ thứ nhất là đã đến bên anh, đến bên Văn Anh. Và cái quan trọng nhất nữa đã là sinh ra cho anh một người con. Và những cái gì mà vợ phải chịu đựng trong quãng thời gian đó cho đến tận bây giờ thì anh luôn luôn muốn chia sẻ. Và sẽ luôn luôn, từ giờ cho về sau, sẽ luôn luôn chia sẻ những khoảnh khắc đó và tất cả mọi điều trong cuộc sống. Trước giờ là anh chỉ biết anh Văn Anh, là chưa có phim anh Văn Anh đóng. Nhưng mà biết anh Văn Anh qua một vài trận bóng đá chung với nhau. Mà cũng chưa phải là thân thiết, chưa gọi là việc mạnh gì nhiều. Trận bóng rồi anh đá luôn, chứ anh bóng mà xong cái dừng lại nghe không rõ. Đá bóng chứ không bóng đá. Nhưng mà hôm nay khi mà nghe anh Văn Anh chia sẻ thì quả thật anh Văn Anh là một người chồng quá tuyệt vời. Điểm 10 cho chất lượng. Một ông bố quá tuyệt vời.